Còn tại Hà Nội, từ hôm qua, tất cả các trạm y tế, xã, phường trên địa bàn thành phố khẩn trương triển khai test nhanh đối với các người dân đi du lịch từ Đà Nẵng về từ ngày 8 tháng 7 đến nay. Không hoang mang, lo lắng, hơn 2.400 trường hợp đi về từ Đà Nẵng thuộc 11 phường trên địa bàn quận Thanh Xuân, Hà Nội đã khai báo y tế và thực hiện các biện pháp phòng dịch COVID-19. Các trường hợp liên quan đến khu vực có nguy cơ cao đã được xét nghiệm nhanh để sàng lọc sớm. Dự kiến là hoàn thành trước ngày 2 tháng 8 2020. Trong chiều ngày 30 tháng 7, chúng tôi đã tiến hành xét nghiệm cho gần 400 trường hợp. Và tất cả trường hợp này qua sàng lọc nhanh, bằng test nhanh, kháng thể thì kết quả đã âm tính. Ngay từ khi có yêu cầu về khai báo thông tin đối với người đi từ Đà Nẵng về, thì là ngay lập tức thì là trên hệ thống phần mềm cũng như là hệ thống khu dân cư cũng như là thông qua cảnh sát khu vực là tin đã được đáp ứng ngay lập tức. Tại quận Nam Từ Liêm, liên quan đến trường hợp dương tính tại phường Mễ Trì, có 48 trường hợp F1 sống trên địa bàn quận đã được lấy mẫu xét nghiệm, chuyển vào các cơ sở được thành phố quy định để cách ly tập trung. 201 trường hợp F2 được cách ly tại nhà, 204 trường hợp liên quan khác cũng được hướng dẫn tự giám sát sức khỏe. Và hiện nay thì với cái tinh thần là xét nghiệm nhanh, cần phải có một cái lực lượng tham gia nhiều hơn, thì chúng tôi cũng đã trên tinh thần tập huấn của thành phố cũng huy động cả cán bộ của trạm y tế phường vào các cái đội xét nghiệm nhanh cùng với đội phản ứng nhanh của trung tâm y tế. Trong những ngày tới, thành phố Hà Nội tiếp tục rà soát số các trường hợp trở về từ những địa phương có ca bệnh COVID-19 để tiếp tục xét nghiệm.